Xin chào các bác. Nay em sẽ hướng dẫn các bác tháo con LG V20. Đây, đây là con của em đây. Đầu tiên thì các bác tắt nguồn nhé. Bỏ pin ra. Và ok. Mình sẽ tháo tất cả những con ốc ra. Là nhiều ốc. Các bác nhớ tháo tất cả các con ốc ra nhé. Không được để sót con nào cả. Ok, đã tháo hết một con ốc. Đếm xem bao nhiêu con nào. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Tổng là có 21 con ốc nha. Và đầu tiên các bác tháo cái phần hai cái phần nắp nhựa ra. Thì các bác cứ giật nó ra thôi, không có sợ nó gãy gì đâu. Cứ giật mạnh nó ra. Đó. Dễ dàng. Bên này cũng thế thôi, giật nó ra thôi. Đó. Ok, sau đó mình tách cái phần phía phía phải ra nhé. Cái phần phía trái này thì nó có cái kèm theo cái bộ 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 nẫy, để mà mình khi mà mình lắp cái lắp nâng vào ấy, thì nó sẽ có cái bộ nẫy ở đây, thì cái này không cần tháo ra cũng được, mình tháo phần phần phải này được rồi.
hay là mình dùng tay không thôi. Nếu mà có đồ nghề thì nó dễ hơn. Bóc ra rồi. Đó. Bóc mạnh ra. Vừa ăn thì tháo ra mấy lần này nó chắc là dễ hơn. Đây. Mình tháo được cái phần gắp lưng này đây. Nếu mà bác nào mà thay thay kính cam ấy thì mình chỉ cần tháo đến đây thôi. Mình tháo đến đây thì mình sẽ lấy một cái vật nào đó, mình nếu kính bác vỡ rồi lấy phần đẩy từ dưới này lên. Đây, đẩy từ đây lên. Mình tháo ra cái này thì mình khi mình thay kính cam ấy thì cái bụi của kính cam nó sẽ không 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 rơi vào được cái cam ở bên trong này. Đây cam của nó đây. Nếu các bác thay mà để nguyên cái này ở đây thì có thể bụi nó rơi vào những cái khe này này, nó rơi vào những khe này, có thể nó làm kẹt cái sự di chuyển của cam này, cái cam mà nó di chuyển được nhé, các chú ý nhé, các bác đừng để vật nó rơi vào trong này. Đấy. Đó. Ok, tiếp theo mình tháo tháo camera này. Đây tất cả làm bằng tay không hết nhé. Ví dụ các bác không có đồ nghề vẫn làm được. Đó. Cam có rộng này. Đây là cam trước này. Cam trước thì cần tháo ra này thôi. Rồi, đây là giác nối với màn hình này. Tháo ra như thế là mình phải nhấc được main rồi. Cái đây là cái lò ngoài này. Mình cũng nhấc ra được này. Đó. Lò ngoài này. Rồi mới có thể nhấc main này được rồi. Đó. Rất dễ. Main của em thì đã cho thêm tí keo tản nhiệt. Ok. Thế là mình đã tháo được hết rồi. Mấy cái bộ phận này ấy thì khi nó cần thiết thì mình phải tháo thiết thôi. Không cần thiết thì thôi. Đây, cục rung của nó này. Đây còn cái phần phía phía trái này này là cái phần có cái lẫy này. Đây mình khi mình ấn vào này đấy, đấy, di chuyển này. Đấy. Thì cái phần này không cần tháo, khi nào cần thiết mới tháo thôi, còn tháo bên thì không cần tháo cái phần này. Ok, đây là cáp nối với màn hình này. Cho lắm. Ok, cảm ơn các bác.